Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Chúng ta đang học ở phần xếp bài tập ở chương 4 của bộ Chân Trời Sáng Tạo ha. Đây cũng là cái chương cuối cùng ở trong cái quyển sách này. Trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 và bài số 2. Chúng ta đã biết cách và hiểu thế nào là dữ liệu, thế nào là số liệu, cách thu thập cái bảng số liệu ban đầu, cũng như là biểu diễn cái bảng thống kê. Khi mà chúng ta đã có cái bảng số liệu ban đầu rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lập cái bảng thống kê tương ứng rất là ok ha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em cái bài 3, đó chính là biểu đồ tranh. Cái khái niệm về biểu đồ tranh thì ở chương trình tiểu học thì thực chất chúng ta được học rồi, nhưng mà trong cái chương trình cũ em thì không có cái này ha. Cái biểu đồ tranh thì người ta nghĩa là gì? Đây, người ta sử dụng các cái biểu tượng hoặc là cái hình ảnh để mà thể hiện các cái dữ liệu mà người ta cần thể hiện. Ví thầy là lấy ví dụ rồi, ví dụ như một quả bóng mà biểu diễn là bốn cầu thủ thì nửa quả bóng sẽ là hai cầu thủ, hai quả bóng sẽ là tám cầu thủ, ba quả bóng sẽ là 12 cầu thủ, cứ thế ta tính lên. Và thầy nghĩ cái này nó rất là đơn giản, dễ hiểu, chứ không có gì gọi là trừu tượng đối với em cả, thực sự là như thế nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Thì để đọc và mô tả dữ liệu ở biểu đồ tranh ấy, thì chúng ta xác định cái hình ảnh, cái biểu tượng thay thế cho các cái đối tượng, nghĩa là bao nhiêu đối tượng. Ví dụ một quả bóng thì đại diện cho bốn cầu thủ, thì hai quả bóng sẽ là tám cầu thủ, ba quả bóng sẽ là 12 cầu thủ, cứ như vậy thôi, được chưa? Để biểu diễn dữ liệu thống kê từ bảng vào biểu đồ tranh, từ biểu đồ tranh ta đọc ra cái số liệu thì rất đơn giản rồi, nhưng mà từ cái bảng số liệu thống kê ban đầu mà chúng ta biểu diễn về cái biểu đồ tranh á, thì chúng ta cũng sẽ tự đặt cái biểu tượng hoặc là một cái hình ảnh nào đó để mà đại diện cho bao nhiêu đối tượng cần biểu diễn ha. Chuẩn bị này, chọn biểu tượng này, xác định này, vị biểu đồ tranh. Biểu đồ tranh thường gồm có hai cột. Cột 1 là danh sách phân loại đối tượng thống kê, cột 2 là vị biểu tượng thay thế số lượng các đối tượng. Chúng ta vị một quả bóng hay là hai quả bóng hay ba quả bóng để đại diện. Ví dụ một quả bóng là 5 cầu thủ thì hai quả bóng bên đây sẽ tương ứng là 10 cầu thủ. Vậy thôi, nó ngược lại như vậy. Một là người ta sẽ cho biểu đồ tranh để người ta đọc ra đối tượng. Hai là từ đối tượng người ta vẽ về cái biểu đồ tranh, dùng các hình ảnh, biểu tượng để chúng ta thể hiện cái biểu đồ tranh đó. Rất là dễ luôn. Về phần bài tập mẫu này, các em nhìn đây. Bài 1, hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thống kê tương ứng. Nhớ này, đây. Các em phải chú ý chỗ đây này. Cứ một cái mặt, cái mặt cười này là tương ứng một học sinh, thì tương ứng này số học sinh khối 6 đạt điểm 10. Ví dụ thứ hai là có mấy, một mặt thì một, hai thì đây hai, một hai ba là ba, cái này là không có cái anh nào cả, cái này một và đây hai, dễ không? Rất là dễ. Đó, các em nhìn bên đây thấy chưa, y xì không, y xì thầy vừa mới thống kê cho các em không? Đó, thấy đó. Từ cái biểu tượng đấy, chúng ta ghi ra cái số liệu này. Bài số 2, tương ứng này, cứ một chiếc tivi này là 100, mà nửa chiếc là 50. Như vậy đây là 100 này, đây này, nhớ này, đây là 100 này, đây 100 này, đây 50 thì chứng tỏ tổng đây là 250. 1, 2, 3, đây chính là 350. 1, 2, 3, 4, 5 là 550. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 là nhân cho 100 là 700. 1, 2, 3, 4, nguyên nửa nữa là 450. Dễ không? Quá dễ luôn. Cứ một cái tivi, nguyên chiếc tivi là 100, mà nửa thì 50. Các em có thể cộng hạt nhân cũng được. Ví dụ cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chiếc là các em lấy 7 nhân cho 100 là bằng 700. Hoặc là các em lấy 100, 100, 100, 7, 7 cái 100, cái ta cộng lại thì cũng là bằng 700 số tivi được bán được. Dễ không? Quá dễ luôn. Ok, đây, có phải người ta thống kê giống IC hồi nãy thầy không? Còn bây giờ ngược lại này, ở cái bài tập 3 thì người ta cho cái này, người ta yêu cầu các em vẽ cái biểu tượng, thì các em chọn biểu tượng. Ở đây người ta chọn biểu tượng vòng tròn. Ví dụ cứ một vòng tròn là tương ứng là số bóng đen là 100, thì trong đây là 300 thì tương ứng 3 vòng tròn này, thì tương ứng 300, cứ như vậy. 100 là tương ứng với một vòng tròn, thì nửa vòng tròn sẽ là 50. Ví dụ có những cái số 50 này, thì đây là 5 vòng tròn và một nửa vòng tròn nữa. Đây này,
1, 2, 3, 4, 5 vào nửa vòng tròn nữa là tương ứng ở đây là 550. Hiểu chưa? Từ cái số liệu chúng ta sẽ biểu vẽ thành biểu đồ tranh là như thế. Rất là dễ luôn. Ta đi sang phần C là phần bài tập. Trong đây người ta cho các em khá là nhiều bài. 6 bài tập nha. 6 bài tập. À, 6 bài tập thì thầy chỉ quay cho em ở 2 clip. Thầy sẽ quay cho em các cái bài. Bài thì dài nhưng mà làm thì thầy nghĩ nó cũng ngắn thôi chứ không dài đâu. Bạn nào không có sách thì vẫn quan sát và làm được. Nên chúng ta phải tự làm trước. Nhớ phải tự làm trước nha. Một học sinh, một cái mặt này là 5 học sinh nữ nè. Rất là dễ luôn. Rồi, ta sẽ quay lại bài số 1 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1 nha. Người ta yêu cầu gì đây? Hãy đọc dữ liệu thống kê từ bảng, từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thống kê tương ứng. À nè, như vậy thì ở đây là thứ hai. Ê, gì vậy? Bị ngáo các em. Bằng C đâu. Xin lỗi các em nha. Vậy viết rồi bị ngáo đá các em. Bài số 1 đây nè. Đọc biểu đồ tranh biểu diễn số mấy cây của năm xã và trả lời câu hỏi bên dưới. Đọc biểu tranh. Nhớ này, ở đây này. Các em nhớ này. Cứ một chiếc này á, là 10 mấy cây. Mà nửa chiếc thì 5 mấy cây. Như vậy bây giờ thầy sẽ lọc cái bảng thống kê lên trước để tương ứng số liệu cái này nha. Ở đây là bảng thống kê. Bảng thống kê từ cái biểu đồ tranh này các em nha. Bảng thống kê như sau. Bài 1 này. Ở đây là cột đầu tiên cũng là xã. Cột thứ hai là số mấy cây. Ở đây là xã A, B, C, D, E. Bây giờ tương ứng số mấy cây này, cứ một chiếc ở đây là 10. Tương ứng 10 chiếc là 1, 2, 3, 4. 4 x 10 là bằng 40 chiếc. Hiểu không? 1, 2. 1, 2 là 20, cộng ở đây là 5 nữa này. Cứ nửa chiếc này là 5. Như vậy, đây chính là 2 mấy, 25 đúng không? B là 25 này. C, đây là 10, đây là 5, cộng lại là 15. D, 1, 2, 3. 30 đúng không? 10, 10, 10 này là 30. E, 1, 2 là 20. Đây 5 nữa là 25. Rồi, bây giờ có cái bảng thống kê rồi. Bây giờ người ta sẽ trả lời các cái câu hỏi, cái hệ thống câu hỏi này này. Người ta hỏi gì đây? Câu A này. Xã nào có ít mấy cây nhất? Ít nhất đó chính là 15. Đó chính là xã gì? Xã C này. Được không? Xã C có ít mấy cây nhá. Được không? Câu B. Xã nào có nhiều mấy cây nhất? Nhiều nhất đó chính là 40 chiếc là xã gì? Xã A. Xã A có nhiều mấy cây nhất. Nghe, sau khi mà có cái bảng thống kê rồi thì người ta hỏi gì thì người ta trả lời cái đó thôi. Câu C. Xã A có nhiều hơn xã Y bao nhiêu mấy cây? Xã A người ta là 40 mà xã Y là 25, chứng tỏ lấy 40 trừ 25 là có nhiều hơn là 15 mấy cây. Xã A có nhiều hơn xã Y là kem lấy 40 trừ cho 25 là bằng 15 mấy cây. Được không? Câu D, người ta hỏi các em là tổng số mấy cây của năm xã là bao nhiêu? Tổng là phép gì? Tổng là phép cộng, thì các em lấy các số liệu này các em cộng lại. Hiểu không nào? Như vậy thì tổng số mấy cây của năm xã là các em sẽ lấy cái gì đây? Đây các em. Các em sẽ lấy 40 cộng 25 cộng 15 cộng 30 và cộng 25. Được không nào?
25 cộng 25 đây 50, 50 cộng 40 90. 90 cộng ở đây 30 là 120, 120 cộng 15 là 130. 135. Ở đây đơn vị đây là mấy? Mấy cây ạ? 135 mấy nha. Rồi ok, xong bài số 1. Sau khi có bảng ok rồi thì người ta cứ hỏi gì mình trả lời cái đó thôi. Hiểu không nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 2. Đây số 25 đó nha. Số 25. Bài số 2, người ta yêu cầu gì? Hãy đọc dữ liệu thống kê từ bảng biểu đồ tranh sau đó và ghi bảng thống kê tương ứng. Rồi coi thử một đồng hồ là bao nhiêu cái. Một đồng hồ là 100 mà một nửa là 50. Thầy sẽ thống kê này luôn. 100 nha, 1, 2, 3, 4, 5. Chứng tỏ là 500 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. 600 đồng hồ à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là 800. Nhớ là 500, 600, 700, 800 nha. Từ thứ 2 cho tới thứ 5. Tại vì nó, cái quyển sách nó nằm ở phía bên kia nên là lật qua lật lại nó khó em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây một nửa là 50. Chứng tỏ là 650. 1, 2, 3 là 300. Đây nữa là 350. Rồi ok. Rồi, chúng ta sẽ lập cái bảng thống kê từ thứ 2 cho tới thứ 7. Như vậy thì 5, 6, 7, 800. Cho đây là 650, 350 ha. Bảng thống kê, bảng số 2 này. Thống kê như sau. Như vậy thì ở đây chúng ta có ngày, số đồng hồ bên đây, ở đây từ thứ mấy, thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6, 7. Thầy ghi tắt như vậy nha. Như vậy thì ở đây tương ứng này, hồi nãy là mấy trăm em, thứ 2 là 500, 600, 700, 800. Ở đây là 650 đúng không? Với lại là gì? 500, 600, 700, 800. Với lại là 350. Rồi. Ok, tương ứng các thứ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trả lời ba câu hỏi mà người ta đưa ra. Câu A này. Ngày nào phân xưởng lắp ráp được nhiều đồng hồ nhất? 800 này. Đây chính là ngày thứ 5. Em thấy ngày thứ 5 không? Như vậy ngày thứ 5 phân xưởng lắp ráp được nhiều đồng hồ nhất. Được chưa? Ở đây cụ thể là 800. Câu B. Ngày nào phân xưởng lắp ráp được ít đồng hồ nhất? Ít nhất đó chính là ngày thứ mấy? Ngày thứ 7 này. Tương ứng là 350. Thấy chưa? Và cái em ghi này là ngày thứ 7. Phân xưởng lắp ráp được ít đồng hồ nhất. Đó chính là 350. Được không? Tính số lượng đồng hồ phân xưởng lắp ráp được trong một tuần thì các em sẽ cộng tổng lại, lấy 500 cộng 600, 700, 800, 650, 350, các em cộng lại là ra. Nè. Câu C. Số đồng hồ phân xưởng lắp ráp được trong tuần là, chúng ta sẽ ghi đây là 500 này, cộng 600, 700, 800, cộng 650, cộng 350. Thì ở đây chúng ta sẽ coi từng bằng bao nhiêu nha. Cộng 2 đây là 1.000 luôn. Đây bằng 300, hay là 3.600 đồng hồ. Được chưa? Bảy nghìn sáu trăm đúng không?
sợ tính nhắm nó sai em. Ok chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở từ bài số 3 trở đi. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok. Em nhớ làm trước rồi xem clip thầy sau, em có hiệu quả nha. Rồi nha.